Thưa quý vị, mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trôi qua lại xuất hiện những gương mặt thủ khoa tài năng. Các em là tấm gương tiêu biểu trong học tập và những câu chuyện đời thực của mỗi thủ khoa sẽ truyền đến các bạn trẻ quan điểm sống tích cực. Thông qua những câu chuyện ấy sẽ thắp lên ngọn lửa ý chí và nghị lực để các em vươn tới ước mơ, khát vọng về một tương lai tươi sáng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, em Trần Tiến Sĩ, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, có niềm đam mê với môn toán từ rất sớm. Em cũng chủ động sắp xếp thời gian học tất cả các môn còn lại sao cho phù hợp và đạt kết quả tốt. Suốt 12 năm, Tiến Sĩ luôn là học sinh giỏi và đạt giải cao trong các kỳ thi tinh học trẻ của tỉnh năm 2020 và 2021. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, em là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp cao nhất theo bài, trong đó môn toán 9,6 điểm, môn ngữ văn 8 điểm, môn vật lý 9,25 điểm, môn hóa 9 điểm, môn sinh 8,5 điểm và môn ngoại ngữ đạt 9,6 điểm. Với số điểm đạt được, Tiến Sĩ còn đứng trong top thí sinh đạt điểm cao nhất tỉnh khối A1 và khối D. Chia sẻ bí quyết học tập, Tiến Sĩ tâm sự, em luôn sắp xếp hợp lý thời gian học tập và vui chơi. Khi học trên lớp, nếu vấn đề nào chưa rõ là hỏi giáo viên ngay. Ngoài ra, em còn cùng với bạn bè lập nhóm học tập, đọc thêm sách tham khảo và tìm nguồn tài liệu trên mạng để tích lũy thêm vốn kiến thức cho mình. Khi lựa chọn nghề nghiệp của em chắc là cha mẹ em. Thì em ngưỡng mộ nghề nghiệp của cha mẹ mình. Thì đại học sư phạm Hồ Chí Minh. Thì năm ngoái lấy điểm chuẩn của sư phạm toán là khoảng 26,7. Thì con thấy là điểm con khá ổn đi vô. Kết quả học tập của em Trần Tiến Sĩ đạt được không chỉ là sự nỗ lực của bản thân, mà phía sau thành công đó không thể thiếu sự quan tâm động viên của cha mẹ, những người đã đồng hành và định hướng tương lai của em. Bản thân tôi và gia đình luôn luôn quan tâm cháu từ lúc bắt đầu đi học. Thì lúc nào cũng phải để ý đến con và nhắc nhở con học đúng phương pháp, rồi tới giờ thì phải học. Và cái một điều đặc biệt á, là để đạt được kết quả cao á, thì cho thấy rằng là làm cha mẹ và các bậc phụ huynh á, là phải quan tâm con em mình ngay từ đầu, coi con em mình học như thế nào, rồi cách học, rồi phương pháp học, rồi phải thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm bắt được tình hình con em mình học tập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, em Nguyễn Hoàng Phúc lớp 12C4 trường Trung học phổ thông Bạc Liêu đạt tổng điểm 54,55, trong đó môn toán đạt 9 điểm, môn ngữ văn 9 điểm, môn sử 9,75 điểm, môn giáo dục công dân 9,25 điểm, môn địa lý 9,75 điểm và ngoại ngữ 7,8 điểm. Với tổng số điểm trên, em Phúc đã trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh. Mình rất vui mừng, con cháu nó đi học được vậy là mình rất vui mừng. Ở nhà gia đình tốt, và con cháu nó đi học vậy cũng tốt đó cô. Nghe nó học hay mà nó tiện là tặng lắm. Nó cục còn mới xài 2 ngày đó. Rồi nước uống, bấm nước lọc theo uống chứ không có mua ra ngoài mua. Nghe nó là tiện tội nghiệp lắm. Ở trong cái món mình vừa làm đầu á. Thế hả? Thì mỗi ngày là mình nhận bao nhiêu vé số để mình 200. Bán? Em thấy bây giờ hiện tại nắng gắt quá trời luôn, như thì nắng hay mưa thì ngày nào mình cũng đi bán cái số như thế này, mình có phải nghỉ như nào không chị? Không, khi nào mất mua kiện mới nghỉ, còn nếu thì đi bán suốt luôn. Thưa quý vị và các bạn, thì mặc dù là phải vất vả mỗi ngày bán từng tờ vé số để mà mưu sinh, phụ giúp kinh tế cho gia đình xong, thì con của chị Hồng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là đã là một trong những thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp cao nhất của tỉnh. Và khi vừa đến khu vực trước cổng chùa Hưng Thiện, khi mà nhắc đến là thí sinh thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thì hầu như bà con ở đây là đều biết đến là con của chị Hồng. Đó là không chỉ là niềm vinh dự cho gia đình, đó còn là niềm vui của bà con đó sớm. Vậy thì chị có thể chia sẻ là khi mà biết tin là con mình thi tốt nghiệp đạt điểm cao và cũng là thủ khoa của tỉnh năm nay, thì chị cảm xúc của chị như thế nào? Khóc luôn. Dạ. Như vậy thì chị có nghĩ là con mình thi đạt điểm cao như vậy không? Thì chị có mong muốn gì ở trong tương lai cho con mình? Thì cũng gắng cho nó có nghề con. Bình tĩnh. Thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Bạc Liêu, Phúc phải thuê nhà trọ ở học. Cũng từ đây mẹ của Phúc bắt đầu công việc bán vé số để kiếm tiền trang trải cho con ăn học. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, thấu hiểu được sự vất vả hy sinh của cha mẹ nên Phúc luôn dặn lòng phải cố gắng học tập. Chính sự nỗ lực đó đã giúp em luôn đạt thành tích cao ở lớp
và 3 năm liền đạt giải học sinh giỏi môn sử cấp tỉnh. Lúc mà biết điểm thi thì mọi người thì cũng có phần hơi tiếc cho mình. Lúc đầu thì con cân nhắc ngành luật với sư phạm là hai ngành con đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ sư phạm thì sẽ biện pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Để mà có được cái kết quả học tập như ngày hôm nay thì điều gì đã tạo động lực để cho con không ngừng cố gắng trong những năm vừa qua? Dạ, động lực là từ gia đình. Mẹ con là hồi đó hoàn cảnh là không được đi học, không biết chữ. Xong mẹ cha cũng cố gắng cho mình đi học thì con nghĩ là mẹ cũng thường nói là mẹ đã không biết chữ rồi thì gán cho con học hành đến nơi tới chốn. Kết quả đạt được của hai thủ khoa Trần Tiến Sĩ và Nguyễn Hoàng Phúc là phần thưởng rất xứng đáng cho 12 năm miệt mài đèn sách. Với số điểm cao như vậy, cánh cửa đại học sẽ trở nên rộng mở với các em. Những gương mặt thủ khoa trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ góp phần vào thành tích giáo dục của tỉnh nhà và là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó trong học tập.